Đây là đón cái nhà đi chị chú. Con thuốc thì còn có mười mấy cái thôi. Em đủ đi thêm cái hồ bài đây không? À, lên con y á. Đâu hả? Có phòng ngự vững chắc mà tâm lý đó vẫn là ông quà đó. Nhìn cũng đúng đẹp. Nói chung là mấy anh định đi lượm lên lượm banh đó mà. Bọn cái cầm cái cá đi, chưa biết lúc nào sẽ được ăn cơm đâu. Ăn cơm là hôm nay ăn cũng được, nhưng mà có điều là có không có đường lây thôi. Có đồ bơ của lớp mình thì họ lấy. Mấy lớp có đồ bơ đâu? Lớp mình thôi. Lớp bự. Ngon quá. Chị coi thấy ăn. Mười lăm. Sự thú mừng của trường ra đây. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.